Và xin chào cả nhà nhé, xin mời cả nhà quay trở lại với kênh Thuyết Xe Đạp Bãi Nhật. Video hôm nay lên cho cả nhà ba chiếc xe thể thao hàng Bãi Nhật, một chiếc Touring hàng nội địa Nhật mang mã số là 414 nhé. Con này mang mã số 414 này. Momentum em là quay cho các bác xem, sau đó là em sẽ đi chi tiết và báo giá sau nhé. Chiếc thứ hai là một chiếc Gian. Chiếc thứ hai là chiếc Gian mang mã là E416 nhé. E416. Chiếc thứ ba là một chiếc Maruti. Chiếc Maruti mang mã là E398 nhé. Còn này là trục lắp màu xanh rêu, khung càng, khung sườn, khung càng màu xanh rêu luôn. Càng lắp cũng màu xanh rêu, bánh là màu xanh. Màu của nó là màu màu này là màu vàng chuối, rất đẹp. Và em sẽ đi chi tiết luôn cho các bác xem này. Đây. Con Maruti mang mã E398 nhé. Giá bán giao lưu với các bác là 7.500.000 đồng nhé. 7.500.000 đồng. Maruti. Trang bị là Gabaga, gọng Gabaga của nó là mã inox rất chi là đẹp. Rè của nó cũng rè mài inox luôn, rè Nhật. Đùi rè có một miếng phản quang màu đỏ này. Con này là chạy đùm 3 số nhá. Chạy đùm 3 số. Bộ càng lắp của nó đây. Càng lắp là màu ghi nhá các bác, xin lỗi, càng lắp là màu ghi nhá. Lốp của nó là lốp thông số là 26 x 13/8 này. Lốp zin. Màu vàng chuối rất đẹp, lốp của Kenda. Đây, lốp của Kenda. Vành của nó là vành nhôm. Vành nó là vành mạ inox luôn, vành mạ inox luôn. Nan hoa là nan hoa inox chân đồng. Bộ càng lắp nguyên zin của nó đây. Ốc trục bánh sau của nó là bọc tròn inox. Đùi là đùi zin theo xe luôn rồi. Thông số của nó đây. Đấy, sơn màu đen. Thế đàn là gọng nhựa phản quang màu vàng này. Maruti này. Xe khóa là khóa cổ nguyên zin của nó luôn này. Khóa càng nguyên zin của nó, của Maruti luôn nhá. Rất đẹp. Cọc in là cọc nhôm trắng này. Gọng in là sơn màu đen này. In là có hai sóc so này, in béo này. In béo ngồi rất êm luôn, để mút rất dày. Đấy. Còn này là dạng thép cổ nhá, thép cổ. Thép cổ có mối hàn rắc co này, rất chất. Màu của xe là màu xanh rêu, rất đẹp. Tem kiểm định BAA, chất lượng. Hút nêu, mang mã là 398 nhé, 7.500.000 đồng nha các bác. Cấu hình của cọc pô tăng cũng như là ghi đông. Và pô tăng của nó là nhôm, sơn màu đen hết. Dạng là này là dạng dáng cào cào rồi. Ghi đông dáng cào cào. Tay nắm là tay nắm chống trượt màu đen. Bộ vạn xả của nó là Shimano Nexus nhé. Shimano Nexus này, đùm 3 số này. Vạn xả đùm đấy. Đấy, nắm cao su bên trái này. Phanh của nó đây, phanh của Avis đây. Tay nhôm nhá, phanh trái phải là đều là tay nhôm nhá, Avis. Hệ thống dây phanh dây Nhật màu đen. Dọ hàng phía trước của nó đây. Dọ hàng phía trước của nó là dọ hàng inox này. Có gọng nhỏ này. Đỡ dọ hàng của nó này. Rồi đỡ dọ hàng của nó cũng là đuổi nốc luôn. Cấu hình bánh trước như bánh sau thôi. Thông số là 26 x 13/8. Lốp của nó là lốp Kenda. Vành là vành mạ inox sáng choang. Nan hoa là inox chân đồng. Mày ở trước con này là mày phát điện rồi. Đây, mày phát điện. Mày phát điện nhá. Đèn led của Shimano Nexus luôn này. Đèn led của Shimano Nexus nhá. Phanh trước là phanh gọng chữ C, hai mảnh nhôm sơn màu đen. Đó. Rất đẹp nhá, 7.500.000 đồng nhá. Trục lắp màu xanh rêu của Maruti. Chân trống là chân trống gọng thép sơn màu đen. Xe phanh sau của nó là phanh nhổ nhá. Phanh sau là phanh nhổ đây. Quang bánh của nó là phản quang màu trắng, trước sau đồng bộ. Còn càng lắp con này là
gióng chéo của nó đây. Gióng chéo của nó thì là một gióng to và một gióng nhỏ bán tròn nhá. Thép cổ rắc co mối hàn của nó này rất chi là chắc chắn luôn. Bác yêu thích mã xe này nhớ mã nhé, 398, nhắn vào Zalo cho em số điện thoại của em, số Zalo luôn, Zalo mở 0912 746 836, số này em ghim ở phần tiêu đề cũng như ghim ở phần bình luận của video và ghim trên cả mô tả video, mô tả kênh của em, các bác cứ vào là biết nhá. Chiếc thứ hai là một chiếc gian màu xanh ngọc rất đẹp, một chiếc gian màu xanh ngọc nhá. Bản của nó là bản rốc 5000 nhá, rốc 5000 mang mã số là 416 nhá, một chiếc touring. Còn này thì với cấu hình gióng đứng và bánh của nó thì các bác lên chiều cao cho em là từ 1m50 trở lên là có thể đi được nhá, vì nó có kết cấu cô tăng gật gù, các bác điều chỉnh góc độ từ 1m50 trở lên là đi ok nhá các bác. Cấu hình như sau, rẻ của nó rẻ lá lúa, rẻ nhựa đàn hồi bản touring, cọc in là nhôm trắng, gọng in nhôm trắng luôn, in màu đen, in da rất êm luôn. Khóa hồng đây, khóa hồng Clock Shimano, thông số lốp này, thông số của nó 26 x 1.5 nhé. Lốp của Kenda, lốp của Kenda, vành là vành nhôm, lan hoa là inox chân đồng, quỳ đề của xe là quỳ đề của Shimano, quỳ đề của Shimano. Con này là chạy 3 tầng đĩa rồi, 3 tầng đĩa 6 tầng lip nhá, sên xích đang còn rất nhạy. Bánh đề này, xe có trang bị luôn gọng bảo vệ quỳ đề rồi. Con này của nó là khung sườn của nó khung sườn nhôm, mỗi hàn vây cá đây này. Đấy, phanh là kiểu phanh rắn này, hai cái gọng nhôm này rất chi là chắc chắn và bự nhá. Phanh rắn của Shimano luôn đây này, của Shimano luôn. Hệ thống dây phanh dây bấm xả của nó là đi nổi hết nhá. Giá con này đây các bác 7.800.000 đồng nhá, bao ship, khung sườn nhôm, gian bản gốc 5000, em của nó tem màu vàng này. Để nhôm con này là aluminium rồi, con này là cũng Marusi, em của Marusi là công ty của nó. Marusi cũng là tên thương hiệu của một hãng xe trục lắp mini rất chi là chất. Vậy còn là Đài Loan xuất Nhật, phân phối bởi Marusi. Đùi của nó là đùi đùi nhôm sơn màu đen nhá, đùi xịn. Về đan trái phải đồng bộ này, gọng nhôm này, mạ chrome này, có đệm gioăng cao su chống trượt đây. Phản quang hai mặt của nó màu vàng rồi. Đấy, phản quang bánh trước bánh sau đồng bộ màu vàng nhá. Gọng nước là gọng nhôm trắng rồi, còn rất chi là đẹp, rất đẹp luôn. Gian này 416 nhá, 1.800.000 đồng, bao ship tận nhà. Cấu hình ghi đông cô tăng đây, cô tăng thì cô tăng gật gù, nhôm sơn màu đen. Con này điều chỉnh góc độ cho nó phù hợp với lại người đi. Ghi đông là ghi đông hai lái thẳng rồi, sơn màu đen này, mạ giá ngọc bóng loáng luôn. Tay nắm chống trượt này, bộ vặn xả của Shimano Zivo Ship này, trái phải đều là bộ vặn xả cả nhá, 3 đĩa 6 lip đều của Shimano Zivo Ship cả. Tay phanh là tay nhôm rồi của Shimano, hệ thống dây phanh cũng màu xanh ngọc luôn, dây phanh của Nhật. Phanh trước cũng phanh rắn này của Shimano đây. Đó. Cấu hình bánh trước thì như bánh sau thôi, thông số là lốp của Kenda, thông số là 26 x 1.5, vành nhôm, nan hoa inox chân đồng, bản quang bánh màu vàng. Mai ơi trước là mai ơi của Zytec nha các bác. Mai ơi nhôm mạ inox của Zytec luôn. Rất đẹp. Rè trước của nó cũng là rè nhựa lá lúa đây. Bản touring. Rất đẹp. Chân trống là gọng nhôm nhá. Chân trống là gọng nhôm sơn màu đen. Chân trống này là có tời chỉnh, có góc độ phù hợp với địa hình khi các bác dựng xe nhá. Rất đẹp nhá. Với cấu hình bánh lốp cũng như là gióng đứng thì em đo được, các bác cứ lên thì cấu hình chiều cao cho em là từ 1m50 trở lên là đi ok nhá. Tiếp theo là mã cuối cùng trong video hôm nay, đó là chiếc E411 14 414, là một chiếc Momentum với tay lái cánh én, với gióng kép sống châu. Gióng ngang của nó là gióng kép sống châu rất đẹp, Momentum hàng nội địa Nhật nhá.
Con này thì con này có khung sườn. Khung sườn nó khung sườn nhôm nha các bác. Con này thì bán giao lưu với các bác là 8 triệu đồng nhá. 8 triệu đồng bao ship tận nhà. Cái cấu hình Antut này. Cùi đề của nó là Antut này. Con này chạy 3 đĩa đâu. 3 đĩa 7 líp nhá. 3 đĩa 7 líp. Cùi đề và gạt đĩa đều của Shimano Antut nhá. Bánh là lốp của Kenda rồi nè. Lốp của Kenda này, lốp zin. Thông số của nó đây là 700 nhá, thông số con này là 700 nhân với lại 32C. Đó, 700 nhân 32C. Vậy thì với cấu hình bánh này và gióng đứng em đo được thì bác lên chiều cao cho em là từ 1m65 trở lên nhá. Từ 1m65 trở lên là mới đi được con này. Vành nhôm hai lớp của Escape. Nan hoa là inox chân đồng. Bản quang bánh là màu trắng rồi. Xe có chắn líp luôn. Mai hơi sau của nó là mai hơi nhôm. Mã sơn màu ghi. Phanh là phanh gọng V rồi. Phanh gọng V. Khóa hồng là clock Shimano. Cọc in, gọng in và in là màu đen luôn nhá. Sơn màu đen. In ra. Đệm mút rất dày, rất êm. Cái gióng ngang của nó kiểu sóng trâu, gióng kép này. Đũa nhỏ này. Nhôm này. Mối hàn với cá đây này. Xe có không gầm màu chủ đạo chủ yếu là màu đen nhá. Gọng nước là màu trắng này. Nước màu trắng là các cái tem chữ Nhật đây. Asahi, một công ty phân phối và dòng xe thể thao ở bên Nhật. Dè con này là dè lá lúa nhá, dè của Touring, dè trước dè sau đồng bộ. E414 nhá, 8 triệu đồng nhá, bán giao lưu giao bao ship tận nhà luôn. Phanh sau đây. Phanh sau cũng gọng về luôn. Lốp thông số lốp sau, lốp trước cũng như lốp sau rồi. 700 nhân với 32C. Vành nhôm hai lớp của Escape. Vành của nó vành nhôm hai lớp của Escape, vành trước vành sau đồng bộ nhá. Nan hoa này là inox chân đồng rồi. Mai ở trước là mai ở nhôm mã màu ghi trắng. Lốp sau này lốp Kenda, còn lốp trước con này lốp của Panasonic các bác. Panasonic nhá, 700 nhân 32. Thông số lốp thì đồng bộ luôn. Còn lốp thì là một con của Kenda, con lốp của Panasonic. Em chỉ Momentum này. Ghi đông của nó là cái hơi cong cánh én này, rất đẹp. Là ghi đông nhôm, sơn màu xanh đen rất đẹp, chuông nhật màu đen. Bộ bấm xả đĩa này, bộ bấm xả đĩa là 3 đĩa này của Shimano, tay phanh, tay nhôm ăn một cụm luôn nhá. Hệ thống dây phanh dây bấm xả là màu đen. Bản quang là màu trắng. Bên phải là bấm xả líp 7 líp. Tay phanh và bộ bấm xả một cụm luôn của Shimano luôn. Chén nắp của Momentum nó còn nguyên này, mạ đồng này. Vòng của nó cũng mạ đồng luôn nhá. Cô tăng con này là cô tăng bản 8 sen rồi. Cô tăng nhôm. Nguyên zin theo xe luôn. Rất đẹp, 8 triệu đồng nha các bác, bao ship. 414 nhá, E414. Chân trống con này là chân trống gọng nhôm rồi. Gọng nhôm, đế của nó là đế cao su dày. Đế cao su dày. Nó có ấn mở để nâng tháo đế đây. Ốc của nó, ốc trục của nó là 4 ốc trục, bánh trước và bánh sau đều mạ inox hết nhá. Rất đẹp nhá. Đùi là đùi zin rồi. Đó, đùi zin này, thông số nó đây. Đó, nó là còn cái chữ thông số. Trời chiều tối nó muộn của Shimano các bác nhá. Đùi của Shimano luôn, đùi nhôm sơn màu đen. 3 tầng đĩa này. Miếng ốp đĩa của nó là màu đen, zin luôn, 3 đĩa 7 líp. Ốp đĩa, ốp líp đều có cả nhá. Cộng nước đây. Momentum. Chiếc thể thao khung sườn nhôm. E414 nha các bác. Các bác thích mã này rồi hoặc là hai mã trên thì vào Zalo của em theo số điện thoại 0912 746 836. Em sẽ tư vấn thêm cho các bác. Số đấy cũng số Zalo mở nhá. Em có ghi ở tiêu đề cũng như phần bình luận đấy, các bác nhớ đọc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.